Hello anh em nhé, cảm ơn anh em trở lại với kênh YouTube của Duy nhá. Hôm nay mình sẽ làm cái clip về chia sẻ cho anh em thoát tài khoản Mi Cloud của chiếc máy Mi 10T Pro nhá. Đó, đây mình sẽ cho các bạn xem này. Đó, nó bảo là kích hoạt thiết bị này, thiết bị đã bị khóa này. Đó, bây giờ anh em chỉ là chả dùng được một cái chức năng gì cả, nó cứ bị khóa như kiểu bị iCloud đó. Đó, bây giờ anh em chỉ gọi khẩn cấp cắn sim vào, nó chỉ để đấy thôi, chả khác gì con cù gạch cả. Đó, hôm nay mình sẽ làm cái clip về chia sẻ cho anh em cách bypass nó nhá. Đó, đây là toàn bộ con máy nhá. Đây, Mi nhá, con này là bản 5G Pro 5G nha anh em nhá. Đó, anh em muốn thoát cái này thì anh em phải có máy tính cho mình này. Và bạn nào có nhu cầu không có tool ấy, thì có nhu cầu thì nhắn tin cho mình nhé. Đó, đây là tool mình sẽ sử dụng, tool là Unlock tool nha anh em nhé. Đó, tool này sử dụng có phí nha anh em, chứ không free. Đó, anh em ấn vào phần Mi này. Đó, anh em ấn vào phần Recovery này. Đó, rồi bây giờ anh em sẽ vào chế độ để nó nhận driver này. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em vào luôn này. Đầu tiên thì anh em ấn 3 nút nhá, nút nguồn này, nút tăng, nút giảm âm lượng này. Anh em ấn tắt đi này. Đó, anh em ấn vào này. Đến cho màn hình tắt đi rồi anh em ấn bỏ nút giảm âm lượng ra, dí tay vẫn nút nguồn với nút tăng âm lượng nhá. Đó, nó hiện logo lên thì anh em ấn nút tăng âm lượng này. Đó, nó ra như này, anh em ấn vào phần dòng thứ ba này. Đó, nó ra như này rồi anh em để nó, rồi anh em cắm máy tính vào để nó nhận driver này. Dòng này anh em ấn vào This Mi Cloud đây nha. Đó, phần này gọi là nó rất là lâu, khoảng tầm 5 phút đó. Nhưng mà mình sẽ tua nhanh video đi để anh em tránh mất thời gian nha. Đó, và bạn nào có nhu cầu bypass hoặc upsom, hoặc là vấn đề về điện thoại, hoặc là iCloud thì anh em có thể nhắn tin Facebook, Zalo cho mình, Facebook của mình để ở phần mô tả của video anh em nhé. Đó, anh em chờ chút này để cho nó bypass này. Nói chung là được rồi đó anh em. Đó, bây giờ chiếc máy mình đã khởi động lên rồi. Bây giờ mình sẽ khởi động lên này và kích hoạt cho anh em này, xem này có được không này. Đó, bây giờ anh em có thể rút cáp ra được rồi nhé. Rồi anh em chờ chút này. Đó, máy chiếc máy của mình đã lên rồi. Đây, hoàn toàn là lên được bình thường nha anh em nhé. Đó, không yêu cầu cái tài khoản Mi nữa nhé. Đây, mình sẽ vào giới thiệu điện thoại này cho các bạn xem có phải là chiếc Mi 10T Pro không nhá. Đó. Đó, phiên bản này là đang ở MIUI 13 này. Đó, Mi 10T Pro này. Đó, anh em có thể sử dụng bình thường như một chiếc máy bình thường thôi. Đó, RAM này, toàn bộ thông số. Đó, và anh em có thể đăng nhập tài khoản Mi sử dụng như bình thường này. Đó, đây là toàn bộ con máy này. Anh em có thể sử dụng full chức năng này, sim sóng ok hết này. Đó, đây bây giờ mình sẽ quay lại toàn bộ con máy này cho anh em xem này. Đó, đây vẫn con vừa nãy nhá. Đó, bạn nào thấy clip của mình hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đó, hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nha. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh.